Em đã từng biết những chương trình nào đẹp như em với lại bạn em không? Em thì hồi trước cũng không theo dõi nhiều, Mà em không nghĩ em là người đầu tiên và em là người cũng không trong biết. cuộc luôn hả? Nhưng mà riêng về cái giới trẻ thì em và Cường là hai người mà đi đầu trong cái việc là công khai về chuyện tình cảm của các hot teen À, và được mọi người ủng hộ. và được mọi người ủng hộ. Còn sau Cũng đó thì có rất nhiều cặp đôi khác cũng cũng họ cũng rất là thoải mái trong cái việc là chia sẻ cái chuyện tình cảm của mình lên mạng, nhưng nhưng mà cũng được rất nhiều người yêu quý thôi. Nhưng mà dường như là nhắc đến một cặp đôi hot teen của giới trẻ đình đám thì họ nhắc đến cặp đôi của em, gần như là đi tiên phong những cặp và đôi khác có thể là số lượng không không nhiều bằng, hoặc là có khi là người ta cũng không ủng hộ hoàn cũng rất toàn. là đẹp, cũng rất là nhiều người ủng hộ, cũng rất là nhiều người ủng hộ, rất là nhiều người thích. Nhưng có thể mình may mắn là mình là người đi đầu cho Nếu nên là nếu tạo được ấn câu tượng. hỏi bâng quơ là dù mối tình cũng khá đẹp như là của Đông Nhi với lại bạn trai Đông Nhi thì có được lượng fan nhiều như em với lại bạn em không? Mối tình của hai anh chị đấy thì tại vì yêu cũng rất là lâu nhưng mà gần đây mới công khai. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì theo em để ý, và em cũng cũng chơi cùng hai anh chị cho nên em biết là fan rất là thích, thường là rất là thích và yêu quý cái cặp đôi của hai anh chị. Và số lượng nó đông như em không? Số lượng cũng rất là đông. Hồi trước thì em ở ngoài Bắc và em cũng chỉ mới thu gọn trong một cái gọi là cộng đồng mạng thôi. Còn hầu hết là những cái gì mọi người gây được cái sức ảnh hưởng trên mạng. Còn ra ngoài đời thì mình cũng không biết được là thực sự là có bao nhiêu người ủng hộ. Nhưng còn chị Đông Nhi và anh ông Cao Thắng thì là ca sĩ và hầu hết là fan thực bên ngoài. Nó không bị quá ảo như như em. Em là hầu hết là những cái hoạt động là ảo ảo trên mạng. Nhưng mà Ảo trên mạng. Những cái lời lẽ rồi những cái sự chia sẻ thì ở trên mạng hết. Mình không biết được là ra ngoài đời thật thì theo chị họ Bu có hình có biết được là những cái mối tình đẹp kiểu đó đó, tiên đồng ngọc nữ rồi trai tài gái sắc trong giới showbiz này là được khen được fan ủng hộ nhiều là những cặp nào tiêu biểu bây giờ thì có chị Đông Nhi với anh Âu Cao Thắng, Thủy Tiên, Công Vinh đồ này Thủy kia. Tiên, Công Vinh, đó là những anh chị mà dẫn có được một cái kết kết có hậu là dẫn đến hôn nhân đó. Thì cũng cảm thấy nhiều khi nhìn thấy cũng thấy vui cho anh chị, mà cũng đôi khi nghĩ lại thì cũng thấy là có gì đó cũng hơi tiếc nuối cho cái chuyện của mình là vì sao mà không kéo dài được đến cái mức như vậy. Một nét riêng là có những người ủng hộ cho cái hình ảnh của cặp đôi thì cặp đôi có bị ăn thi không? Thường là ví dụ như hai người xuất hiện ngay từ đầu nổi lên hình ảnh cùng nhau Với trường hợp của em luôn hả? thì đó thì là họ thích, là họ sẽ thích cả hai. Anti thì fan riêng của hai người thì cũng không không có nhiều, cũng không đáng kể cho nên là không quan tâm lắm. Nhưng mà những người mà ví dụ ngay từ đầu đi theo hai con đường khác nhau độc lập nhưng mà đến khi đùng một cái công khai lại quen nhau thì em để ý là cũng sẽ có một cái thời gian rất là loạn, là fan của người này cảm thấy không thích yêu anh kia, rồi fan của anh này lại không thích anh ấy lại yêu chị kia, cho nên là cũng đôi khi là bị anti fan, hai bên anti lẫn nhau. Làm cho cái mối tình nó có nhiều cái sự cản trở. Trong thời điểm này thì sau khi em không còn là hình ảnh của cặp nữa, mà lúc cặp thì không hình ảnh, em mới nói em là cái anti không có nhiều. Lúc này em đang là single thì lượng fan như em bảo rằng là của cặp nó đã thay đổi, là một là họ sẽ buồn hay là họ trách móc gì đó, còn hai là họ họ sẽ quay lưng. Riêng anti trong thời điểm này với em là có nhiều không? Anti thì có rất nhiều. Ồ, đó đó là một em thấy cũng hơi cũng ngạc nhiên không? Cũng ngạc nhiên là lúc cặp thì anti như không hề có luôn ha. Anti cũng có nhưng mà có theo cái kiểu không phải là kết cặp đôi mà là không thích mình thôi. Đương nhiên Họ trường hợp đương nhiên phải đó. có. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều hơn. Bây giờ có nhiều thêm tại sao? Cũng không biết nhưng mà có thể là gần đây sau cái chuyện tình cảm đó thì gần như phải xây dựng lại cái FC, mà không phải là FC Chipu Cường Seven nữa mà là FC Chipu, dừng lại ở đó thôi. Thì cũng rất là khó khăn tại vì có những người hồi trước thì họ theo mình tưởng chừng như là rất là trung thành. Hoàn toàn là thay đổi hết Nhưng luôn. mà đến bây giờ thì họ mất tích, mình cũng không biết họ ở đâu nữa. Ngọt ha. Gần như tất cả hoạt động của mình thì họ không tham gia nữa và họ cũng
không hỏi thăm và quan nhưng tâm mình. Cái nguồn cội của fan club mà Chibu là Cường Seven đó, nó bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ của cặp đó thôi. Chỉ đúng cặp đó thôi. Mà cặp đó không còn thì cái fan này nó cũng giải tán luôn hả? Hồi đầu thì Chi cũng có đi hình ảnh riêng, nhưng mà sau khi mà công khai cái chuyện tình cảm thì lại có nhiều người ủng hộ hơn, có nhiều fan hơn. Cho nên là fan đầu tiên khi mà họ chỉ thích mình, họ biết về chuyện tình cảm thì họ lại chuyển sang họ thích cả hai luôn. Đó, cho đến khi mà chuyện tình cảm kết thúc thì gần họ, như họ không làm ngược lại, họ không trở về ủng hộ cho có mình. Có những người vẫn ở lại. Không nhiều. Nhưng có những người đi. Đi là hầu hết. Đi đâu thì không biết. Đi là hầu hết. Nhưng mà lại có những người mới. Có người đi thì lại có người đến. Chi số lượng hiện giờ không nhiều bằng lúc trước đâu. Số lượng bây giờ thì lại nó lại chất lượng. Chất lượng hơn số lượng. Bây giờ thì cảm giác là nó không còn ảo như trên mạng như hồi xưa nữa. Hồi xưa thì hầu hết là hot, là cảm giác như là hot trên mạng thôi. Còn ra ngoài đời thực thì không, mình cũng biết. Không biết được là có ai theo mình không. Mình có một cái hoạt động như vậy thì có ai đi xem, có ai cổ vũ cho mình không. Còn bây giờ thì mình có nhiều hoạt động hơn. Mình đóng phim, mình tham gia các sự kiện cần huy động fan. Thì đến lúc đó thì mình mới biết được là thực sự là mình có số lượng fan của mình. Chibu, tại sao bây giờ em có lượng NT nhiều hơn? Tự đánh giá mình là mình đang làm một điều gì chưa vừa lòng trong mắt các fan? Có thể là họ, một phần là họ không thấy, không được, không biết dùng từ sao. Em đang nghĩ đến một cái từ nào đó là không phục. À, không phục. Họ không phục là vì sao một cô bé này chỉ có một cái ngoại hình ưa nhìn. Một chiều cao cũng là bình thường. Rất là bình thường. Nói chung là họ thấy mình chả có cái gì đặc biệt cả. Không quan gì. Mà vì sao lại có fan? Vì sao có fan? Vì sao lại được nhiều biết đến? Được nhiều người biết đến mà vì sao lại được làm cái này làm cái kia? Họ cũng thấy không phục vì họ chưa thấy được cái tài năng thực sự gì của mình. Em có bị cảm thấy bức xúc và cảm thấy tức khi mà... Lúc đầu thì bức xúc nhiều chứ. Vì mình cũng bỏ rất nhiều thời gian và công sức để mình hoạt động một cách rất là nghiêm túc. Nhưng mà có thể là mình nó vẫn chưa đủ để mọi người công nhận mình. Cho nên là chính vì có nhờ có anti-fan và họ dành những cái lời lẽ gây tổn thương rất nhiều ở trên mạng cũng như ngoài đời thật. Câu nào làm em tổn thương và em thấy em gần như là muốn khóc luôn với những lời comment đó? Nhiều lắm. Hồi đầu thì khóc rất là nhiều. Bị uất ức và... Nhưng mà câu nào đến giờ em vẫn thấy đau nhất? Dĩ nhiên là khi người ta trách mình, người ta không phục mình thì nhiều câu để tổn thương đúng không? Nhưng mà bắt em nói như vậy thì dĩ nhiên nó cũng hơi khó, nhưng mà khi... Để nói đến một câu nào đó thì cũng không nhớ lắm. Nhưng mà hầu hết cái nội dung ấy thường là con này nó có cái tài cán gì đâu mà mọi người cứ phải like, phải comment, phải hâm mộ nó như vậy. Đó là không phục. Rồi dùng những cái từ chửi bậy rất là bậy nữa thì chửi không ra gì luôn. Và là mình cũng cảm thấy là mình có làm cái gì nên tội đâu mà sao phải chửi mình như thế. Rồi làm gì nên tội đâu. Thời gian đầu khóc lóc rất là nhiều, nhưng mà đến bây giờ thì mình nghĩ là mình nên làm nhiều hơn là nói và tự làm khổ bản thân. Và em cũng đã từng nghe sau lưng những người đã làm việc chung với em nói rằng là bé Chibu này rất là chảnh. Em có nghe đấy không? Thường thì những người mà làm việc chưa tiếp xúc một cách mặt đối mặt như thế này thì cũng từng nghe. Em từng nghe. Em cũng đã từng nghe. Nhưng mà khi mà họ có cái cơ hội để mà tiếp xúc và làm việc với mình rồi ấy, thì hồi họ đã từng có người nói với em là hồi trước anh nghĩ là em phải chảnh kiêu lắm, thấy nhiều người cũng nói là con bé này kiểu cũng lạnh lùng mà ít nói, rất là con, khó gần. Khó gần, khó gần, khó gần, cái từ khó gần.
Nhưng mà khi làm việc xong thì thầy cũng tính cách cũng khá là hòa đồng, dễ gần, đôi khi thì cũng hâm hâm điên điên nữa. Thế là họ cũng cảm tình hơn với mình sau một lần hiểu làm em. việc. Kể đi. Đây là tôi. Năm nay 26 tuổi. Một ngày có hai việc quan trọng. Thứ nhất, giết. Thứ hai, hôm trước bọn anh có nhận được bản phim của em. Diễn viên chính đó rất là impressive. Anh có biết chỗ nào gần đây còn sân thượng nữa không? Để người ta đuổi đi, thì tôi còn chuyển. Gửi tầng dưới, tôi có thể làm nhà sản xuất phim cho anh. Chúng ta có thể bắt đầu ngay ngày mai. Anh sẽ không đuổi tôi đi chứ? Có. À, một cái clip phim ngắn. Em thì là tại sao em lại chọn phim ngắn? Có một cái quan niệm là kiếm tiền nuôi đam mê. Có nghĩa là bình thường em đi chụp hình, em đi làm quảng cáo, mình cũng thích, nhưng mà hầu hết số tiền đấy em tiết kiệm, em không dùng nhiều quá nhiều để mà ăn chơi rồi làm những cái thứ tào lao mà em tiết kiệm, và em đúng theo kiểu nuôi đam mê là bây giờ mình đang có đam mê với cả phim ảnh, điện ảnh. Có thể bây giờ mình chưa có cơ hội để nhận được những cái phim lớn và những cái vai diễn mà hợp với mình, thì mình tự làm. Mình muốn cái con người của mình được xuất hiện trên phim ảnh như thế nào thì mình sẽ tự nghĩ, mình tự dựng lên một cái kịch bản, và mình muốn mình cái hình tượng mình ra sao thì mình sẽ đặt chính con người của mình vào cái phim đó. Vì đó là ba từ sản phẩm ra đời từ ba mục đích. Thứ nhất, em cho những bạn anti thấy rằng là gì, họ chưa nể em thì... đây là một trong những cái em chứng tỏ. Thứ hai là em đang thích theo đuổi một cái lĩnh vực mà em đang thích nhất trong hiện giờ, đó là làm nghề diễn viên, và em đang cũng làm một cái bộ phim ngắn. Và cái thứ ba là em đang tận dụng trên những cái thành công em đang có, lấy tài chánh để nuôi đam mê. Sản phẩm phim ngắn em đó là tổng hợp của ba cái điểm cộng của em, đúng không nào? Đúng, là khi mà mình làm thì mình cũng có rất nhiều cái mục đích. Một là để mọi người thấy được là mình cũng có một cái khả năng trong diễn xuất. Thì vì em làm vai trò gì tất cả luôn? Nhà sản xuất này, rồi cũng tham gia vào kịch bản. Trong khi diễn xuất các thứ thì mình cũng tham gia về vào nhiều vào cái diễn xuất của các bạn. Làm hết tất tần tật. Nhưng mà may là cái ekip của mình thì toàn du học sinh. Cái gì ekip trong cái phim ngắn mà lần đầu tiên em bao làm bao nhiêu phút em? Phim ngắn tầm 25 tới 30 phút. Nhưng mà chi phí cho nó bao nhiêu tiền? Lên cũng không nhiều lắm, tầm 50 triệu. Và với em đó là cũng là một con số dành cho đam mê, đúng không? Tại vì cũng không cần phải đầu tư quá nhiều. Tại vì máy móc thì được tài trợ. Có một bên tài trợ cho nên là không mất tiền cho máy móc rồi. Phim ngắn vừa rồi thì thực sự là cái phim đầu tay. Vẫn còn nhiều sai sót lắm. Cho nên là từ cái kịch bản mà ra được thành một cái phim ấy, nó cũng còn quá nhiều cái bứt hụt. Nhiều cảnh còn chưa được tròn trịa lắm. Nội dung khi đọc kịch bản cảm thấy rất là hứng thú, nhưng mà khi làm ra một thành phim mình mới thấy nó khó khăn như thế nào. Nhưng mà may là nhờ cái phim ngắn đầu tiên đó có tên là Cô gái trên thần thượng, thì em có nhiều kinh nghiệm hơn, và để tiếp tục làm cái phim ngắn sắp tới.
đang tiếp tục làm một dự án tới về phim ngắn nữa? Em sẽ tự làm tiếp. Phải làm cho nó nhưng đã. Nhưng mà lần này thì em sẽ đầu tư nhiều hơn, cũng như là tham gia nhiều hơn. Hồi trước thì vì mình không biết gì cho nên là từ cái khâu quay rồi chỉ đạo diễn xuất cũng như là dựng phim là mình hầu hết là mình không can thiệp nhiều, tại mình đâu có biết gì. Nhưng sau khi mà một thời gian mình đi đóng phim nhiều, mình quan em cũng để ý quan sát rất là nhiều cái cách mà các đạo diễn rồi mọi người làm việc ấy, thì mình cũng biết được là có một số cái thứ mà mình nghĩ là mình có thể áp dụng vào trong cái phim ngắn của mình. Và trong cái phim ngắn sắp tới thì em cũng sẽ tự viết kịch bản luôn, tự viết và tự casting diễn viên. Trong diễn xuất thì có lẽ là cũng sẽ đứng ra làm đạo diễn luôn. Bị người ta nói là nữ hoàng tham lam nữa không? Cũng không, nhưng mà em cũng chỉ muốn thử sức xem là mình làm được đến đâu thôi. Trong cái này thì thực sự là em rất là thích cả về nội dung lẫn những cái ý tưởng mà mình nghĩ ra trong đầu. Mình cảm thấy rất là háo hức muốn làm để cái phim này ra mắt được đến khán giả. Thực sự là một cá tính của em á, mà anh và mọi người đều nhận được sau cái buổi trò chuyện là gì, là em là một người thực sự là muốn là phải làm cho bằng được những điều gì mình đang thích, dù rằng có thể nhiều áp lực, nhiều cản trở. Còn hơn là cứ ngồi đó mà không cho thì em sẽ không đồng ý đâu. Em làm tận cùng, thất bại cũng được. Cơ hội chưa đến với mình thì mình tự tạo cơ hội. Đối với em là như thế. Ví dụ mình chưa nhận được một cái vai diễn điện ảnh nào mà mình cảm thấy thực sự ưng ý, thì mình sẽ tạo một cái vai diễn mà mình muốn. Để mình tự ưng ý với cái vai diễn mà mình tự tạo nên cho mình. Như vậy mọi người bảo rằng em thành ra nữ hoàng PR là vì những chuyện tham lam đó, thì họ nói đúng à? Không, nữ hoàng PR là mấy cái chuyện kiếm tiền trên Facebook không?